Thế à, thầy xem lại đi. Thầy cũng xem rồi. Ok, thì em chưa hỏi thì nó sẽ liên quan đến một số cái vấn đề như là các bạn trình bày, đó là cái phần miễn sinh. Vâng. Như vậy thì sự khác biệt giữa cái nhiệt độ, cái entropy và cái enthalpy là như thế nào? Hai nữa là với tất cả các phần thử nghiệm của các bạn đều tự thử nghiệm và tự kiểm chứng. Thì cái đấy nó sẽ có một cái vấn đề, đó là nó không thể chứng được phần mềm các bạn làm ra, bởi vì các cái sản phẩm của bạn ra chưa được kiểm chứng thì làm sao lấy cái chưa kiểm chứng đi kiểm chứng của cái đang được. Có nghĩa là để có thể làm tốt được cái này thì các bạn phải lấy một cái hệ vật liệu nào đấy đã được standard rồi, sau đó các bạn mới đưa vào cái phần mềm hoặc là cái công cụ của bạn, các bạn xem là nó có mix được hay không, hoặc là nó sẽ có cái tốt ở đâu và xấu ở đâu hay còn chưa đúng ở đâu. Cho nên gần như cái phần thử nghiệm của bạn là không có tác dụng trong cái kiểm chứng phần này. Đó là cái đầu tiên. Với cả là các bạn cũng mình các bạn thân của thầy thì nghĩ là đây là một cái công cụ khá là tốt để cho mình có thể là tìm hiểu trước cái phần nào đó. Tuy nhiên để có thể mà làm nó tốt hơn ấy, thì các bạn cũng sẽ phải làm rõ được các cái vấn đề về nhiệt độ và quá trình enthalpy entropy như thế nào. Chưa tính đến cái việc đấy, ngày hôm qua nó sẽ liên quan đến cái môn nữa. Vâng. Cái đấy là enthalpy, cái đó là gọi là quá trình đấy. Đấy là một cái là cực kỳ phức tạp. Và khi mà mình bỏ qua cái phần đấy đi ấy, thì các bạn đang loại bỏ rất nhiều các yếu tố, các bạn chỉ tính một số yếu tố thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ phải đi làm ngược lại, đó là chúng ta lấy cái gì mà chuẩn hóa trước rồi, không được phép làm những cái chưa chuẩn hóa lấy thì chuẩn hóa cái gì. Trên cái phương diện đó ấy, giống như là các bạn dùng chỉ áp dụng cho cái phần nghiên cứu học, nhưng mà các bạn lại lấy những cái reference của cái sản phẩm đúc. Tôi xin phép Các bạn chen ngang để thêm một chút. Lúc nãy anh Thanh nói tôi cũng định ý kiến rồi, nhưng mà thôi thì tức là anh cứ lôi đúc làm gì, tôi nghe tôi sợ lắm, tôi dị ứng lắm. Đừng có nói đúc, ở đây nó có ba phương pháp chế tạo hệ entropy, nó có đúng ba phương pháp thôi đúng không ạ, rồi. kinh điển rồi. Nghĩa là chế tạo từ thể lỏng mà anh gọi là đúc đấy, Vâng. anh nói là thể lỏng tôi, nhưng bây giờ anh nói đúc tiếng chết sao mà nó nhiều đúc. Và thứ hai là từ để rắn chính là cái chúng ta hình hóa, và thứ ba là gì ạ, là cái khí của anh như là cái phủ, cái phủ đây là tạo màn này, bằng bằng CVD, PVD. cái CVD Vâng. và PVD đấy, thì nó ba phương pháp. Nên đề nghị thầy bỏ cái lúc ra khỏi đầu thôi đấy, thì nó sẽ có thầy đây là có khi nó sẽ có thầy lúc của tầng máy của thì nó sẽ có cái nhóm và các cái bật Ok, như vậy thì cho mình hỏi một câu. Vâng. Khi mình xét đến hai MPOI, tức là mức độ hỗn loạn thì rất cao Vâng ạ. đúng không? Như vậy cấu trúc của nó cụ thể nó là hỗn loạn là cấu trúc gì? Mấy cấu trúc này nó hỗn loạn đâu? DBC đấy, DCC để FCC nó đều sắp xếp rất là đẹp, rồi dàn xếp chặt đấy. Vâng. Còn như các bạn nói là nó là cấu trúc hỗn loạn, như vậy thì nó hỗn loạn ở chỗ nào? Hỗn loạn ở điểm là sau khi hình thành dung dịch rắn ấy, thì các cái nguyên tử được thay thế thì nó sẽ không giống nhau ở bất kỳ các cái vị trí nào, Vậy nó và còn có một nhiều cái thông số thể hiện cái điều đấy là cái entropy trộn của em nữa. Dạ, có bị méo, đấy là một tính chất của cái hợp kim entropy cao này, tức là bởi vì các cái thông số các cái nguyên tử nó khác nhau về kích thước, mà khi mà hình thành một dung dịch rắn thay thế thì cái mạng của nó sẽ bị mạng nó bị thay đổi đúng không? vâng, nó bị Nó méo. thay đổi đâu còn cái mạng này Dạ không nhá, bạn thay đổi là sao còn cái mạng. có mạng thay, nó có thay đổi nhưng mà không phải là theo kiểu là nó, ý thầy đang nói Nhưng mà là nó không không là nó sao? nó vẫn thế.
Méo là do thay đổi kích thước các nguyên tử không? Là ở vâng vâng là ở biến dạng mạng. Em nghĩ ở đây là liên quan đến thay đổi về cái lactate parameter. Vâng được. Entropy là gì? Dạ. Entropy là đo mức độ nhiễu loạn của một hệ. Nó hiểu sự hiệu quả trong hệ. Vâng ạ. Tính trong một hệ. Thứ hai là đây các bạn đang chỉ focus vào hệ BCC với FCC thôi. Thì nó phải đâu phải chỉ trong mỗi này. Dạ vâng. Thì qua cái dữ liệu mà bọn em lọc ấy, thì nó có tương đối là nhiều pha, có cả pha vô định hình, pha liên kim hoặc là rất. Bởi vì bản thân cái phương pháp của bạn chế tạo bằng cái phương pháp của bọn lọc ấy, vâng, rất khả năng rất cao này, không ra vô hình này. Vâng. Tại sao lại không có ở đây? Đúng không ạ? Vâng. Thế bạn cho máy học nốt cái vô định hình đi, ví dụ đây, chưa kể còn những cái khác. Vâng. Sản phẩm thế nào nhỉ? Dạ, sản phẩm của em là ba model đưa ra quyết định về việc hình thành pha dung dịch rắn. Sản phẩm có trưng bày không? Dạ có, đang trưng bày ngoài kia. Vâng, rồi. Thầy có hỏi gì không? Thế giờ phải thế rồi thì thầy Vương nó lên thì có hỏi không nghe tôi nhá. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Bọn em xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Mời nhóm